tôi là Cấn Thị Thêu. Tôi hiện tại nghề nghiệp của tôi là nông dân. Thì qua hai cái lần mà cô bị đi tù thì cô thấy là khác biệt ở rõ ràng. Cái lần trước cô đi tù về thì thực sự cũng có người ta cũng sợ hãi, họ còn né tránh. Nhưng mà đến bây giờ thì cô thấy là hầu như tất cả những người mà cô gặp thì cái thái độ của họ, cái phản ứng, cái ứng xử của họ khác trước là rất là nhiều. Đấy là những cái thay đổi, những cái chuyển biến cái tư tưởng trong dân. Đấy, cô thấy là có rất là thay đổi. Bởi vì ngày trước thì họ sợ hãi vì họ tuyên truyền là những người đấu tranh là phản động nên rồi thế lực thù địch. Nhưng mà đến bây giờ thì họ rất là thân thiện, họ không có cảm giác là xa lánh mình nữa. Hay ngày hôm qua, ngay chiều hôm qua có một người đến đây thì cô cũng hỏi: thế có sợ phản động không? Họ bảo sợ gì, phải đấu tranh chứ. Đấy là những cái chuyển biến. Thì đều mong muốn tất cả mọi người là khi mà cái thể chế, cái chế độ đấy nó gia tăng đàn áp, bắt bớ, tù đầy, để nó cướp bóc những cái tư liệu sản xuất hoặc là cướp cái quyền sống, quyền con người của nhân dân. Thì cô muốn là tất cả mọi người thì là đoàn kết lại để phát huy cái sức mạnh tập thể. Như thế thì cái sự chuyển biến thì nó mới là nhanh. Như thế thì độc tài, độc đảng nó mới không nhanh chóng để nó mới trả lại cái quyền lợi cho người dân. Chứ còn nếu mà chúng ta đấu tranh rời rạc hoặc là không có cái sự kết nối liên kết thì nó chia để trị và dần dần là nó cứ bẻ gãy từng nơi, từng người một. Cái đấy là rất là bất lợi cho những người đấu tranh. Đấy là cái mong muốn của cô, là tất cả mọi người gắn kết lại. Thì tôi nghĩ rằng xã hội này nó sẽ chuyển biến theo những cái chiều tốt đẹp sớm hơn là cái mà đấu tranh đơn lẻ rời rạc. Cái thách thức của bà con thì hiện tại bây giờ thì công an vẫn gia tăng đàn áp, gia tăng đó họ tung những cái chiến dịch chia rẽ. Đấy, họ chia rẽ, họ dọa dẫm đen nẹt, rồi thì họ có những cái kế hoạch ly gián của họ. Đấy là những cái thách thức. Và những cái việc nữa mà bà con đấu tranh thì rất là lâu, thì kinh tế, sức khỏe, tinh thần, thì cái tinh thần thì không nói, tinh thần thì càng ngày càng bắt càng đàn áp, càng đẩy với người ta về cái khó khăn thì người ta lại càng mãnh liệt đấu tranh. Thế nhưng mà cái kinh tế và cái sức lực thì thực sự là đấy là một trong những cái vấn đề mà rất là khó khăn cho những người đấu tranh kéo dài. Đấy là cái ấn tượng mạnh mẽ nhất mà cô chứng kiến. Đấy là nó lúa đang xanh tốt này, nó cho máy ủi vào, nó cào cuốc hết. Thế dân ra là mồ mả các thứ nó ủi tung hết của nhân dân. Thế dân ra là nó đập cả cái gầu súc vào nhân dân. Cái cô Hạnh bây giờ là thông gia nhà cô đấy. Thế nên là đấy là một cái mà mình coi là mình cảm thấy là chỉ hận rằng là mình sức hèn quá. Mình tay không tấc sắt, mình không làm gì được cái quân kẻ cướp ấy thôi. Đấy là mình cảm thấy mình hận mình là mình không làm gì được thôi. Thực sự với cháu là nó biến đổi con người từ một cái chỗ là mình cũng chỉ có lo lắng qua canh quẩn công việc gia đình thôi. Nhưng mà mình sẵn sàng dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh. Cái lần đầu tiên bị bắt thì thực sự là cái ngày đấy bọn cô đấu tranh thì chưa kết nối được với nhiều người, chưa biết gì về cái mạng xã hội. Đấu tranh nó vẫn chỉ là co cụm ở trong cái đoàn dương nội thôi. Thế nên khi mà đoàn đấu tranh đang mạnh như thế thì khi cô bị bắt lần đầu thì cái việc tính mạng của cô hoặc là cái công việc gia đình cô thì cô không bao giờ cô nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý, cái tư tưởng của cô. Nhưng mà cô lo lắng nhất đấy là cô lo sợ là cái đoàn của cô nó sẽ, thì lo lắng nhất là đoàn của cô sẽ bị ảnh hưởng từ cái việc cô và một số người bị bắt. Nó sẽ, đấy là cái lần đầu tiên trong có suốt mười mấy năm trời. Nhưng mà may mắn rằng là sau khi cô bị bắt thì bà con vẫn không nhụt khí đấu tranh và bà con biến đau thương thành hành động. Mọi người càng quyết tâm càng đấu tranh quyết liệt hơn. Khi mà dấn thân vào công cuộc đấu tranh thì
Cái thứ nhất là mình không lo lắng được cho gia đình, công việc là bỏ bê. Thì công an á, thì cái chính quyền này nó có một cái bài nó thuộc lòng rồi. Lúc nào nó cũng đánh phá, nó đánh phá từ những người gần mình nhất, anh em, gia đình, bạn bè, là nó đánh phá, nó thâm nhập vào để nó đánh phá, dùng chính những người đấy để làm ảnh hưởng cho cái tư tưởng mình dao động, nó cô lập mình. Đấy, đấy là những cái mà mình mất mát. Đôi khi mà mình cũng phải chấp nhận những cái đấy để mà mình nghĩ đến những cái chung, những cái của rất là nhiều người, thì mình cũng đành phải hy sinh cái đấy, cái công việc, sức lực, cái công việc gia đình và những cái tình cảm mà công an nó dùng những cái đấy để nó chia rẽ, mình phải chấp nhận. Thì đa số những người phụ nữ thì cô thấy này, thì họ nặng nề về cái gia đình hơn, nặng nề về chồng con, về những cái công việc, họ nặng nề hơn. Bởi vì khi mà đang, nếu mà mình mà không đấu tranh thì mình lại có nhiều thời gian mình chăm lo cho gia đình, hoặc là nếu mà mình không bị bắt thì mình lại chăm lo cho gia đình từng bữa ăn giấc ngủ. Đấy, nếu còn khi mà bị dấn thân đấu tranh thì hoặc bị bắt bớ, thì đấy là những cái mà người phụ nữ là có những cái khó khăn trong đấy. Thế đa ai mà đã dấn thân đấu tranh thì cô đã nghĩ rằng đa số mọi người thì cũng xác định tư tưởng là phải vượt qua cái đấy thôi, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng gì. Thế là để mà vượt qua nó cũng rất khó khăn, để vượt qua cái vấn đề đấy thực sự là nó cũng phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Thì khi vừa dấn thân vào con đường đấu tranh, để kể cả lúc bị bắt hoặc cũng không bị bắt, thì mình như một người lính ra trận, đằng sau thì không có gia đình. Thực sự là như thế, chúng ta phải biết gạt ra tất cả những cái đấy, ta coi như cái đấy là một cái sự đương nhiên, thì mình cũng chẳng buồn nữa, mà mình nghĩ đến những cái lớn lao hơn, nghĩ đến bao nhiêu người ta vất vả về mình, nghĩ đến bao nhiêu người đang bị bắt, bị đánh, bị tù, những người bị kết án là mười mấy năm, 20 năm. Đấy, mình nghĩ đến những cái lớn hơn, thì những cái việc mà mình mất mát về cái công sức, công việc hoặc cái tình cảm của gia đình thì mình thấy là quá nhỏ bé so với những cái lớn lao mà xã hội đang phải gặp phải những cái đấy, những người đang phải dấn thân chấp nhận những cái đấy. Thì cô nghĩ là cái đấy nó quá nhỏ bé so với cái mà mọi người đang bị mất mát.